cái hôm đó okay. Thì đợi à, học trò người lớn ra đây lấy cơ mà lấy người mà không ấy thì tổ chức là gì sao phê đấy bây giờ đẹp nào.
đẹp sao mà. Thấy rồi, đấy, đúng rồi. Chúng nó đăng mà lên là bà gì sụp cái bàn tôi. Ờ, ra được. Chưa khuất. Ô, chẳng hiểu các bạn. Đấy. Cua đập đồng canh đấy mà chẳng khác gì. Đập đồng canh. Con nó đi nó vào đẹp. Không, nhưng mà đi Việt Trì phải đi buổi tối để ở trong đó. Nếu mà mình bây giờ nó có những cái tòa nhà khoảng một tầng nhà kê vài năm nữa đẹp lắm, chụp ảnh là mình ăn thôi, không không ở đấy là phải nó cái nhà là cáu nó về nó bảo không ra được, ơ, lấy ăn đi phải đặt ăn thôi, bây giờ đi về rồi, nó bảo là Ông ơi, ông cho cháu mấy chai nước lọc đây. Lớp mình chưa hết đâu. Ăn được quá.
Em còn đến ít nhiều. Ơi. Đây đang mở cổng đấy, các bạn đang uống nước nước mà đi vào đây nhỉ? Thôi bảo là gì rồi, xe bắt các bạn mình đi. Ông đi đi bộ đấy. Đi bộ trên xe đồng đi trong này. Bảo mình bảo là đi rồi. Đi Đức xuống đây không? Đi đi. Đi xuống đây. Ông Đức điên thì ông đang sinh lọc bây giờ. Cái này kè xuống này ông ở nhóm đọc sọc cái gì. Cái đồ ngồi. Ôi ngớ cựa. Ông mời là ông cho thằng biết uống quả. Uống kiến. 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 Chết như khi được sang nhỉ? Mấy ông này cũng sang lính đi tiếp mấy đứa này đưa đưa trốn về chết rồi. Bà thì ra xe thằng Long đi cho mình bà. Thằng biết thương nhìn thấy xe phải thằng Sơn phân để gặp cái đại chuyển số về làm gì? Tao đang tác nghiệp mày cứ bảo tao làm việc đấy. Tại vì để là không được. Thôi để tao quay đi. Thành viên như thế nào ở anh biết rồi, anh em ngồi rồi, nhưng mà dạ sạc bây giờ tỉnh tỉnh nặng quá anh. Ôi, như này đã là quá ngoan rồi mà mày cứ lằng nhằng. Hôm nay ti nó cũng đi à? Sao anh bảo sao? Anh Huyên ơi! Anh Huyên! Cơm nước với chị Nghĩa! Bye anh nhá!